Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Cầu Channel ha. Thì hôm nay thì mình muốn chia sẻ về một sản phẩm mà mình mới nhận lại được từ Peak Design ha. Đó chính là cái ngàm điện thoại Peak Design. Và mình cảm thấy là mình có thể đã làm một cái clip chia sẻ với mọi người để xem đó là cái quá trình mình sử dụng sản phẩm này trong vòng 2 năm nó như thế nào ha. Thì trong vòng 2 năm mình đã sử dụng cái sản phẩm ngàm dưới điện thoại của Peak Design. Ở đây chính cái điện thoại của mình có. Đây cái ốp lưng Peak Design ha. Mình đã sử dụng cái này được 2 năm. Mình chạy ở trên con CB của mình thì tầm khoảng là 20.000 cây với cái cạp điện thoại này. Rồi sau đó thì con chắn giáp á, thì mình chạy hiện tại thì nó tầm khoảng là 18.000 rồi. Có nghĩa là mình đã sử dụng cái ngàm giá đỡ điện thoại này của Peak Design trên cái điện thoại của mình đó là 38.000 cây ha. Đó, và trong vòng 2 năm thì hôm nay thì mình muốn làm một cái review. Đó, mình chia sẻ tiếp về cái kinh nghiệm, về cái quá trình mình đã sử dụng sản phẩm này trong vòng 2 năm. Và đương nhiên một điều tuyệt vời nữa là mình đã được Peak Design đổi mới cho một cái ngàm giá đỡ điện thoại mới. Và vô tình thì Peak Design đã gửi cho mình cái này là version 2, tức là phiên bản thứ 2 của cái ngàm này. Và đây là phiên bản thứ nhất mọi người ha. Đây ha, xem mọi người xem lại. Đây là phiên bản thứ nhất ha. Còn đây là phiên bản thứ hai cái cân cạnh nhau ha. Thôi, sau 2 năm sử dụng cái ngàm này ha, mọi người để ý này, trong 2 năm sử dụng cái ngàm này thì điều mà mình bị hư hỏng đầu duy nhất mà mình đang bị đó là mình bị rớt mất cái lớp cao su. Đây là cái mới, đây là cái mà mình đã xài 2 năm. Đó, thì các bạn lưu ý ở đây nó sẽ có một lớp cao su. Thì cái mục đích chính của cái lớp cao su này là gì? Thì khi mà các bạn hít vô như thế này, nó kêu rất là nhẹ nhàng đúng không? Có kêu cái cách nhưng mà nó rất là nhẹ nhàng này. Đó, thì nó dính rồi đó. Nhưng mà khi mà các bạn mất cái lớp cao su đó đi thì sao? Đó, nó hít cả âm luôn, các bạn nghe không? Đó, thì có nghĩa là gì? Về lâu về dài thì nó sẽ tạo ra một cái lớp hằn ở trên cái ốp của bạn ha. Theo đúng cái phương diện của cái ngàm này. Thì đó là cái hư hỏng duy nhất mà mình đã sử dụng trong vòng 2 năm ha. Mình đã gặp phải trong vòng 2 năm. Các vấn đề khác thì sao? Nó hoạt động hoàn toàn bình thường, rất là tốt. Có thể nói là mình là một người có cái tính đó là khi mà đã ngồi lên chiếc xe của mình á, thì mình sẽ không có bỏ điện thoại trong người. Mình luôn luôn như vậy. Có nghĩa là mình dù không xài điện thoại, không xài map hay không làm gì thì mình cũng thả cái điện thoại của mình lên trên ngàm. Tại vì mình không muốn để điện thoại trong quần á, hay là trong túi. Thì đó là thói quen của mình. Cho nên đó là với cái khoảng là 38.000 cây mà mình chạy với xe của mình thì hầu như lúc nào mình ngồi lên xe là mình cũng thả cái ngàm này, cái điện thoại lên trên cái ngàm này cả. Thì cho nên đó là mình đã sử dụng nó được khá là nhiều rồi ha mọi người ha. Thì đương nhiên đó là sau 2 năm thì điện thoại của mình vẫn chưa có, đây, chưa có hư cam. Ok, mọi người lưu ý. Cơ bản đó là sau 2 năm thì điện thoại cái iPhone 11 này của mình ha, iPhone 11 này mình xài iPhone 11 cũng khá là lâu rồi. Thì nó vẫn hoạt động một cách bình thường, camera hoạt động mình bình thường, không có bị hư hỏng gì cả. Đó là một cái mà các bạn lưu ý ha. Thì có nghĩa là mình đã chạy rất là nhiều đường rồi, tức là đường thì mình chạy đường đẹp, có đường xấu, có đường xấu như là quốc lộ 14C băng ở trong đó, hay là Trường Sơn Đông thì mình cũng đã chạy hết cả rồi. Thì chỉ có một cái là mình chưa đi chạy treo thôi, mình chạy trong rừng á thì mình chưa làm thôi. Chứ còn những đường xấu thì mình đã làm hết rồi và nó hoạt động một cách rất là ổn ha, tức là nó rất là ổn áp mọi người ha. Tại bây giờ thì đó, minh chứng là cái điện thoại vẫn còn xài rất là ok. Thì đó là một trong những cái mà mình có thể thấy được, chống rung vẫn hoạt động một cách rất là tốt. Đây, các bạn nhìn nè, đó, chống rung nha, vẫn hoạt động một cách rất là tốt. Nó chống rung thì vẫn hoạt động rất là tốt, thao tác thì nó là rất thao tác rất là nhanh. Thì các bạn cũng đã biết rồi, thì cái này là ở phía sau lưng này, ở phía sau lưng của cái ngàm này nó sẽ có hai cái nút bấm đúng không? Nó sẽ có hai cái nút bấm này. Đấy, đó. Các bạn chỉ cần bấm vào phía sau đó thì các bạn sẽ tháo được cái điện thoại ra. Nhưng mà các bạn không cần phải bấm cả hai cả một lúc ha. Các bạn bấm như thế này một lần thôi là các bạn đã tháo được rồi. Cái này nghe kêu tanh tách tách hơi, cũng hơi sót cái ốp ha. Thôi mình dùng cái mới đi. Đây, cái mới này thả rồi các bạn thấy nè. Đó, nó kêu nhẹ nhàng hơn. Rồi, thì các bạn lưu ý là các bạn thích dọc hay các bạn thích ngang hay thích gì như thế này thì các bạn cũng thể bỏ được hết ha. Thì đó là một trong những cái ưu điểm của các bạn phải lưu ý. Rồi đương nhiên là chống rung nè. Đây. Rồi, thực ra thì mình còn có thêm một cái khác nữa là mình còn mua cái miếng dán và sau đó mình còn dán lên trên cái tay cầm của cái drone của mình á, tất cả flycam của mình á, sau đó mình thả cái tay cầm flycam của mình vào trong này luôn và mình chạy luôn. Thì đó là một cái mà mình rất là thích từ trong cái bộ này ha. Thì đó, thì sau 2 năm thì mình nghĩ là cái sản phẩm này mình vẫn thấy nó là một sản phẩm mà đáng tiền để sử dụng. Một trong những lý do cơ bản đó là nó hoạt động rất là hiệu quả và thao tác rất là nhanh.
À, thì đó là trong những cái mà bạn có thể thấy được từ trong sản phẩm này. À, giá thành của nó, đương nhiên giá thành nó cao nha. Mình không nhớ hiện tại bây giờ giá nó tầm khoảng bao nhiêu nữa. Mình đoán là tầm khoảng là 2.1-2.3 gì đấy, nếu như mình không nhầm, quanh đấy. Cái ốp này thì nó sẽ dao động tầm khoảng là 1 triệu, nói là 2.3, còn cái ốp tầm khoảng là 1 triệu hay là 1.5 triệu gì đấy ha, dao động. Mình nhớ không nhầm thì cái combo này mà cái thời mình mua thì tại Việt Nam nó sẽ tầm khoảng là 3.9 triệu một combo ha. À, rồi thì mình vẫn thấy nó đáng tiền. Tại vì sao? Tại vì cơ bản đó là nhiều bạn cứ nói là cái ốp lưng này nó mắc, nhưng mà thật ra thì tùy vào cách mà mỗi người sử dụng ốp lưng. Mình thì thường mình cũng hay mua những cái ốp lưng nó kiểu nó cũng hơi nó cũng kiểu là nổi tiếng một chút á. Ví dụ như UAG, mình xài ốp lưng UAG đi thì mình mua nó cũng có trên 1 triệu. Nên là ra thì cái ốp lưng này thì nó là 1 triệu thì mình cũng thấy nó chả có vấn đề gì cả. Nó cũng là ốp lưng chống sốc ha, và thiết kế nó cũng ok, rất là hợp mắt đối với mình. Nó ốp lưng chống sốc mọi người ha, thả thì thoải mái luôn. À, thì đó là một trong những cái mà mình thấy được. À, tại vì nhiều bạn thì cũng cảm giác là mua mà kiểu như bộ 4 triệu mấy thì các bạn cảm thấy là phí á. Thì một trong những cái đấy thì mình trừ tiền ốp ra thì mình nghĩ thì nó cũng không phải là mắc tiền cho lắm. Không phải là mắc tiền cho lắm nha. Tại vì các bạn trừ tiền ốp ra thì các bạn có cái này tầm khoảng 2 triệu mấy. Rồi một cái tiếp theo nữa thì chi phí bỏ ra ban đầu thì đương nhiên đó là tùy vào các bạn đánh giá thì xem nó như thế nào. Nhưng mà có một cái mà tới bây giờ mình vẫn thích là cái chi phí mình bỏ ra ban đầu thì nó một chi phí mà mình có thể sử dụng được lâu dài. Tại vì sao như vậy? Các bạn lưu ý là cái ốp này thực ra không phải là cái ốp đầu tiên mà Peak Design đã gửi cho mình. Thực ra đây là cái ốp thứ hai mà Peak Design đã bảo hành cho mình. Tức là khi mà cái ốp của mình nó bị bong ở trên góc của trên này, thì Peak Design đã gửi về cho mình một cái ốp mới. Đương nhiên là free, không có tốn tiền. Thì Peak Design đã gửi cho mình một cái ốp mới. Và đương nhiên ngày hôm nay các bạn thấy là mình cầm hai cái như thế này đúng không? Là lý do tại vì sao? Tại vì Peak Design đã gửi về cho mình một cái mới. Đây, cái này không phải là mình mua nhé. Cái này là Peak Design gửi cho mình một cái mới. Tại vì lý do tại vì sao? Tại vì cái lớp cao su này của mình nó đã bị bong. Và khi cái lớp cao su này bị bong thì Peak Design bảo hành và gửi cho mình về một cái mới như thế này. Đó, thì nói chung là chi phí bỏ ra thì mình nghĩ là nó cao thiệt. Nhưng mà những gì mà mình nhận được về cái dịch vụ của Peak Design thì mình nghĩ nó đáng tiền mọi người ha. À, thì đó là một trong những cái mà mình thấy là sau 2 năm sử dụng thì mình trải nghiệm nó được như vậy. Còn đương nhiên có một điều đặc biệt hơn nữa, đó là Peak Design gửi về cho mình một cái mới. Đúng không? Đây cái cũ nè. Đây cái cũ, Peak Design gửi cho mình về một cái mới. Nhưng vô tình cái mới này là cái phiên bản mới của Peak Design, tức là V2 của Peak Design. Cho nên mình sẽ chia sẻ cho mọi người một số cái sự thay đổi của cái ngàm Peak Design V2 này so với V1 nha mọi người. Rồi thì như các bạn, như mình đã chia sẻ thì đây chính là cái phiên bản cũ và đây sẽ là cái phiên bản mới. Thì các bạn nhìn một để ý một điều này, các bạn nhìn ha. Khi các bạn nhìn so sánh này, à, các bạn thấy được một điều không? Đó là đối với hai cái ngàm này thì bạn sẽ thấy đó là cái V2 nó sẽ bự hơn so với cái V1, nó sẽ bự hơn một xí so với cái V1 đó. Đó, tức là nó được thiết kế bự hơn mọi người ha. Mình nghĩ là đó là họ đang muốn đó là tạo thêm được cái lực gọi là chịu đựng nó được cao hơn nữa, cho nên thì họ đã thiết kế là cái này nó lớn hơn so với lại cái V1. Thì mọi người lưu ý là một trong những cái sự khác biệt đầu tiên. Sự khác biệt thứ hai nữa là mọi người để ý là cái nút bấm ở hai bên đây. Mọi người nhìn thấy ha, cái nút bấm ở hai bên đúng không? Đây chính là V1, cái nút bấm là nó trơn. Mà đối với cái V2 thì sao? Cái V2 thì nó sẽ có một cái khắc lõm ở phía bên trong này. Mình nghĩ để cho nó cầm, nó có cảm giác hơn để mình nhận diện ra được. Đây chính là cái đoạn mà mình cần phải bấm ha. Thì mình nghĩ thực ra thì cái này mình nghĩ thì cũng không có gọi là không có hẳn là cần thiết lắm đâu. Bởi vì trong quá trình mình sử dụng chưa bao giờ mình bấm hụt á. Nhưng mà mình nghĩ thì đây là cũng là một cái mà Peak Design muốn để cải thiện cho sản phẩm của họ. Rồi khi mà bạn lật vào mặt sau, các bạn sẽ để ý một điều khác vào cái mặt sau ha. Các bạn để ý nè, đối với mặt sau thì phiên bản cũ thì nó sẽ bị hở ở đây, tức là cái rãnh này nó sẽ bị hở nè. Rồi đối với phiên bản mới thì sao? Phiên bản mới thì họ sẽ làm bịt kín nó lại luôn, cái rãnh lại luôn, chắc là để cho không có hạn chế bụi đất cát nó bay vào mọi người ha. Mình nghĩ là nó sẽ tăng cường về cái sự chịu đựng liên quan tới đất cát. Có điều là mình cũng không phải là dân off-road gọi là chuyên nghiệp, cho nên thành ra đó là mình cũng không có bị là đất cát dính vô nhiều. Thì còn lại cái khác ha, các bạn lưu ý thì những cái khác như là cái vòng cao su thì mình thấy là cái vòng cao su nó cũng như vậy thôi. Cái vòng cao su thì nó vẫn như vậy, nó không thay đổi nhiều ha. Các bạn lưu ý ha, cái vòng cao su tức là cái đoạn vào cao su này, đây các bạn để ý này, cao su này đó, cái cao su trống trùng của nó ha, thì nó vẫn y chang như vậy đó. Thì đó là những sự khác biệt. Các bạn lưu ý đó là thực ra thì khi mà họ gửi cho mình á, các bạn để ý này, khi mà họ gửi cho mình cái này thì thực ra thì trên này vẫn là V1, nó không phải là V2. Nhưng mà trong quá trình mình xem á, thì mình mới thấy được là cái đầu này, tức là toàn bộ cái đầu ngàm này thì nó sẽ là V2. Tuy nhiên cái phần CNC á,
cái phần mà phần CNC này này thì họ vẫn đang sử dụng cái CNC của V1. Tức là sản phẩm của mình không hẳn là V2 ấy, mọi người ha, chỉ là nó đáng mình đoán là Peak Design trong cái giai đoạn mà họ đang thiết kế sản phẩm, họ đang cải thiện sản phẩm á, thì họ đã chuyển qua sử dụng cái đầu V2 luôn rồi. Chỉ riêng cái phần CNC này thì họ vẫn sử dụng cái CNC của V1, nó giống nhau ha. Nó có cái thanh này của cái cũ của mình thì mình cất rồi ha, mình cho nên hiện tại nó không có ở đây. Chứ còn về cái CNC thì giống y chang như cũ mọi người. Tuy nhiên nếu như các bạn mà mua V2 vào thời điểm hiện tại thì cái CNC này thì họ sẽ làm đẹp hơn, sẽ nhiều chi tiết hơn và cái cơ chế khóa thì nó còn khóa khác hơn. Tại vì để cái con ốc ở đây vặn thì nó hơi khó, cho nên là cơ chế mới thì nó sẽ vặn ngay đây mọi người. Cơ chế mới á, thì nó sẽ vặn ngay đây này, thay vì nó vặn ở đây thì nó sẽ vặn ngay đây. Thì đó là sự khác biệt liên quan đến CNC. Chứ còn lại thì cái tấm đế phía trên này thì thực ra đây chính xác là cái tấm đế của V2 rồi mọi người ha. Rồi thì đó là sự khác biệt. Thì nếu giờ các bạn mua thì các bạn có thể là bạn sẽ mua được V2 rồi. Đó chính là sự khác biệt. Thì đó là những cái chia sẻ của mình về cái ngàm Peak Design mới sau 2 năm sử dụng ha. Những cái ngàm Peak Design sau 2 năm sử dụng của mình, và đây là những cái ngàm mới mà mình đã nhận được trong quá trình là đổi bảo hành của Peak Design ha. Thì nói chung nữa là quan điểm của mình thì mình vẫn thích sử dụng ngàm Peak Design và mình vẫn tiếp tục sử dụng cái sản phẩm này. Sẽ có nhiều bạn là sẽ có thắc mắc đó là tại sao tại thời điểm hiện tại thì bây giờ có thực sự là cần phải đi mua cái ngàm điện thoại mà nó mắc như thế này không, tức là cái ngàm 2,5 triệu, tầm khoảng 2,5 triệu, và cái ốp lưng nó tầm khoảng 1,5 triệu nữa là 4 triệu rồi, thêm 1 triệu nữa là mua được cái màn hình rồi. Thì thực ra thì mình nghĩ đó là cái đó thì nó phụ thuộc vào quan điểm của mỗi người. Hiện tại bây giờ thì màn hình mà CarPlay á, thì mình nghĩ bây giờ nó cũng nhiều, nó cũng rẻ, thì các bạn cũng có sự lựa chọn đó gọi là thú vị hơn, đó là các bạn mua cái ngàm cái màn hình CarPlay để các bạn sử dụng. Riêng cá nhân mình thì mình vẫn không thích sử dụng cái đó, tại vì có một lý do mà cơ bản là mình thấy đó là thứ nhất đó là hai cái lý do, đó là cái thứ nhất là mình không muốn để điện thoại trên người. Mình đi xe thì mình thích để điện thoại ở trên ngàm. Thì đó là cái đầu tiên mà mình muốn sử dụng cái điện thoại của mình, chứ mình không thích nó bỏ trong túi quần hay bỏ trong túi. Thì đó là một trong những cái đầu tiên. Và cái yếu tố thứ hai nữa là cái thứ nhất đó là khi các bạn sử dụng cái màn hình á, thì các bạn vẫn phải sử dụng cái điện thoại của mình, tức là cái điện thoại của bạn vẫn là nơi để tiếp nhận sóng điện thoại ha, và các bạn sẽ truyền tải cái đó, bạn gọi là cast nó lên như cái màn hình đó ha. Mục đích chính của nó là như vậy mà. Thì cái điện thoại của bạn vẫn phải hoạt động và nó vẫn truy cập 4G, và khi các bạn bỏ nó vào trong túi, giả sử như các bạn bỏ trong túi đeo đi, các bạn không muốn bỏ trong quần thì trong cái túi quần thì các bạn sẽ bỏ trong túi đeo đi, thì thực ra cái đó nó cực kỳ nóng dễ sợ lắm. Cho nên đó là với lại như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái quan điểm của mình thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái chất lượng cái độ tuổi thọ của điện thoại của bạn còn ghê hơn nữa so với việc là bạn để phía bên ngoài. Tại vì thực ra thì nhiều bạn nói là để điện thoại bên ngoài trời mưa trời nắng thì nó nắng nó nóng, nhưng mà thực ra thì cơ bản là khi bạn để bên ngoài như vậy á thì nó vẫn có gió và nó vẫn thổi, và cái điện thoại của bạn vẫn mát hơn hẳn so với việc là các bạn để nó vào trong cái túi, đóng kín nó lại xong rồi các bạn chạy và bạn phát 4G. Cái đó nó nóng hơn nhiều mọi người ạ, thực sự là cái đó nó nóng hơn nhiều. Thì đó là một trong những cái mà quan điểm của mình. Cho nên tại thời điểm hiện tại thì mình vẫn chưa có ý định là mình sẽ lắp những cái màn hình để mình đưa lên. Với lại là điện thoại của mình thì thực ra thì trên điện thoại của mình thì nó có rất là nhiều app và hiện tại đang sử dụng cho cái xe của mình. Cho nên đó là lý do tại sao mà hiện tại bây giờ mình vẫn rất là thích xài điện thoại ha. Tại vì sao? Mình đang có app báo thông tin liên quan tới bình, trạng thái của bình điện á. Mình có app liên quan tới áp suất lốp, và mình có app lưu ghi lại những hành trình di chuyển của mình, và mình có những cái map mà mình thích sử dụng ở trên điện thoại luôn. Thì nó hỗ trợ được ok hơn, thì mình thấy cái trải nghiệm đó của mình nó tốt hơn so với việc là mình sẽ dùng một cái màn hình. Đó thì một trong những cái chia sẻ tại thời điểm hiện tại của mình là như vậy. Về chức năng camera trên màn hình thì đối mình cái thứ đó là hoàn toàn không sử dụng được, tại vì hồi xưa thì mình lắp rồi. Mình lắp cái camera mà có camera trước sau á, mình lắp rồi, sau đó thì mình đã tháo và mình bán luôn rồi. Tại vì khi mà nó chất lượng quay nó kém, cái thứ hai là khi nó đi nó rất là hay dơ, mà một khi nó là dơ thì các bạn gặp đất, các bạn gặp mưa, các bạn gặp bụi, các bạn gặp nước thì cái chất lượng clip quay về nó gớm lắm. Cho nên thì lúc đó sau khi mình xài cái đó xong thì mình thấy đó là cơ bản là thôi, GoPro là ok, GoPro Action là ok rồi. Cho nên thì mình không có nhu cầu sử dụng cái camera đó. Cái camera đó, nếu các bạn muốn lắp nha, lời khuyên của mình, nếu các bạn muốn lắp màn hình thì các bạn đừng lắp camera. Cái camera đó thực sự nó không có hoạt động được tốt giống như mọi người đang mong muốn đâu. Rồi, ok, thì đó là chia sẻ của mình. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người đã ghé thăm kênh Co Channel. Tính ra cái này vẫn thấy rất là đáng giá mọi người nha. Mình thấy nó vẫn rất đáng giá nha. Được cái bảo hành thêm cái mới nữa rất là tốt.